Bạn nam á, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Bạn cảm thấy thế nào nếu như bây giờ mà hung một cô gái đẹp? Chắc là phê, phê, phê. Một cặp rất là sắc sảo ha. Hai người đối nói chuyện nhau sắc sảo lắm đấy. Sắc sảo lắm đấy, có chiều sâu lắm đấy. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận được những thông tin rất là vui. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Rồi, xin mời bạn trai. Lời đầu tiên em xin chào Nguyễn Linh, chào em, chào Cát Tường. Rồi. Chào toàn thể khán giả. Em tên là gì? Em tên là Phạm Như Thành. Em đang công tác tại Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận. Công tác về vấn đề gì? Em thanh tra quận Phú Nhuận. Thanh tra. Nhiều tuổi rồi bạn? Hôm nay em 26. 26 rồi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xinh quá. Chào em tên gì? Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các bạn khán giả. Mình tên là Ngọc Nguyễn Thị Khánh Ngọc, mình 28 tuổi. Hiện thì mình là học viên cao học và cảm thấy rất là thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Sống thỏa mãn quá là sao em? Tức là thời gian rảnh thì em đọc sách, đi học thì lại cảm thấy hưởng thụ, thích thì có thể quải ba lô lên đi du lịch. Sau đó thì làm mọi việc mà mình thích thôi, không có gò bó gì cả. Nếu mà nói có cái gì đó chưa thỏa mãn thì chắc là mình chưa có bạn trai mà. Vậy thì bây giờ có bạn trai thì mình phải bỏ bớt những cái thỏa mãn của mình đúng không? Để dành thời gian cho bạn trai đúng không? Đúng, nhưng mà nếu như bạn trai đó có thể khiến cho em cảm thấy là em cần phải trả giá cho bạn trai đó. Dạ, cái này hơi căng rồi nha. Nhưng bây giờ bạn trai trước mắt cơ bản là giờ nhỏ hơn 2 tuổi thì có được không? Nói thật là lúc mà em đăng ký thì em có yêu cầu là bạn trai phải lớn em, được quyền dao động trong vòng 10 tuổi. Bạn trai nhỏ hơn thì em hy vọng là bạn trai đủ chín chắn. Như là cũng được thanh tra mà em. Vâng, thanh tra. Thanh tra chứ ai biết được. Đúng rồi. Hỏi bạn trai, nếu bạn gái lớn hơn 2 tuổi thì bạn trai có thấy vấn đề gì không? Em không thấy vấn đề đâu vậy Cát Tường. Em đã trải qua mấy mối tình rồi. Nói thì hơi buồn chứ, nhưng mà 26 năm em vẫn ế. Chưa có mối tình nào hết hả? Chứ là chưa bao giờ nắm tay phụ nữ. Chưa. Cái thiệt gì? Không? Thiệt. Thiệt không? Bà chưa nắm tay mẹ em. Nghĩ sao 26 tuổi chưa có người yêu trời? Anh biết trong môi trường của em á thì chủ yếu là các trưởng lão nhiều, trẻ ít lắm. Đó giờ thổi thật, có hùng ai chưa? Chưa nắm tay cái gì. Nắm tay chưa hùng luôn. Bạn cảm thấy thế nào nếu bây giờ mà hùng một cô gái đẹp? Cảm giác sao? Thử tưởng tượng đi. Chắc là phê. Chắc là phê, phê, phê. Hồi đó giờ có ý muốn hùng cô nào chưa? Chưa, anh lại bị tát sao? À vậy đó, mình muốn nhát đúng không? Rồi. Lý do tại sao bạn không có bạn trai? Ý em là em muốn chọn cái người như thế nào? Cái này thì bởi vì mình là dân học văn nên mình nghĩ là mình hơi có hường phấn một chút á. Thì mình sẽ thích bạn nam đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Còn nhiều nữa đó, nhưng mà ngồi kể thì hình như là cái gì tốt là mình thích hết. Hèn chi lại giờ vẫn chưa có ai hết. Đúng rồi. Cao quá, quá cao. Em thấy người có yêu cầu thì sẽ thường là minh bạch và có lập trường. Em là người thích mọi chuyện minh bạch và rõ ràng. Thì bản thân em thấy là mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm nhiều ạ. Em nghĩ là em rất nóng nảy, hiếu thắng. Có phần là hơi cứng đầu bởi vì em là sinh ra trong gia đình em là chị lớn. Do đó là em có một chút gọi là tính hơi gia trưởng một tí. Một điểm đặc biệt là không hề biết chạy bất cứ chiếc xe gì hết. Thì cái xe đạp cũng không chạy được. Vậy thì trước giờ em đi học đi làm là em đi bằng cái gì? Trước giờ đi học đi làm, một là em đặt luôn một bác xe ôm, hai là em xin taxi. Không biết chạy xe gì hết trơn luôn hả? Không biết, bởi vậy mọi người nói em là phận gái nghèo để dành tiền nuôi taxi. Bây giờ nghe cô kia nói sao? Em thấy sao rồi? Tình hình sao rồi? Em thấy cũng bình thường. Bình thường hả? Yêu cầu cổ cao không? Khá cao. Em có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 50%. 50%. Quan điểm của em theo em là tình yêu như thế nào? Quan điểm của em về tình yêu thì hai người hiểu nhau. Rồi biết chăm lo gia đình. Sống thử trước hôn nhân được không? Em thì không thích sống thử. Nói chung là có lối sống lành mạnh. Lành mạnh đúng rồi, không sống trước hôn nhân là lành mạnh rồi. Nên được nè. Em thích gì ở người phụ nữ? Em thích người phụ nữ là biết quan tâm gia đình. Rồi không hút thuốc. Uống rượu bia thì cũng được. Lâu lâu hai vợ chồng đi nhậu cũng được. Rồi không thích điều gì? Vô lễ với người lớn. Chiều cao cân nặng? Cao thì từ 1m55 trở lên. Ngoại hình thì cân đối là được rồi. Được rồi ha. Ừ, nhìn. Rồi bây giờ mình hỏi bạn nha. Bây giờ nếu như trường hợp bạn gặp một người đàn ông
mà thấy hợp ý, hợp tình hết trơn rồi, ta yêu thương bạn mà không có được giàu thì bạn có lấy không? Vậy thì người đó phải nói cho em biết là tương lai người đó muốn làm gì, làm được cái gì và sẽ làm gì. Chứ còn hiện tại thì không nhất thiết là phải giàu, nhưng mà phải có được kế hoạch rõ ràng cho tương lai cho em. Vậy thì được đúng không? Vâng. Ít nhất mình phải đưa ra vậy chứ, bây giờ vô giàu mới lấy là chết rồi. Dạ không phải đâu ạ. Thật ra nói mà giàu mới lấy á là vì đây là chương trình tham gia, cho đó là em muốn chương trình lựa chọn giúp em thì dĩ nhiên em sẽ phải đưa ra những yêu cầu tốt nhất mà em có thể đưa ra. Do đó là em sẽ nói như vậy. Nhưng mà nếu như một người bạn từ trong cuộc sống của em tiếp cận em thì em sẽ coi tính cách và mọi thứ nữa. Do đó là em nói trước, yêu cầu trước thôi. Còn những cái mà không thấy được thì từ từ mình còn phải xem lại. Đó, chuẩn của bạn đó. Được không? Anh nói được không? Hôm nay chương trình là mai anh nói cho bạn đó. Anh nói anh sao? Bây giờ nghe chuyện anh nói chuyện á, cảm nhận anh nói thế nào? Hơi bị hài lòng chuyện không chịu sống thử trước hôn nhân, hơi bị hài lòng chuyện nghiêm túc. Đúng, rất là nghiêm túc. Bởi vì chưa em cũng bao giờ hôn phụ nữ, chưa bao giờ nắm tay phụ nữ. Em cũng thế nè. Chưa bao giờ nắm tay phụ nam luôn. Kiểu chưa? Không có. Chưa luôn hả? 28 năm mình vẫn độc thân. Thật. À, hôm nay bạn đi đến chương trình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có bạn em ạ. Đâu bạn em đâu? Dạ em chào chị. À, mình chơi với nhau được bao lâu rồi? Dạ thời đại học tới giờ. Bạn thấy bạn của mình có khó tắm quá không? Hơi bị sao? Đặt tiêu chuẩn cao quá không? Cao thì chắc cũng không cao đâu chị. Chắc là đưa ra cái mức nào đó tốt nhất thôi. Còn mình còn hạ. Nhưng mà thấy anh bên kia với Ngọc bên đây thì em thấy như thế nào? Xét về bản thân em thì em thấy là ok rồi. Còn chờ dán màn lên để hai bạn ấy thôi. Rồi cảm ơn bạn. Trước khi chúng ta kéo màn lên thì anh hỏi em, bây giờ nếu lấy nhau chúng ta muốn có mấy đứa con? Em thích ba đứa đó. Dữ vậy là nhà nước sao cho ba đứa? Thì em thích vậy thôi. Bây giờ cái điều gì á người đàn ông là bạn không thích? Em chỉ không thích người bụng phệ thôi à. Như lại qua cái mặt rồi, đừng có đưa cái mặt qua nữa là nhục lắm nha. Anh lên bụng anh phệ đó. Thì em có chịu anh lên đâu. Rồi gì nữa em? À, đặc biệt thích người mặc quần tây với áo sơ mi nhìn đẹp. À, rồi không thích người là em nghĩ là anh bên kia chắc không có đâu, nhuộm tóc. Lý do sao không thích bụng bự? Ủa đây là quan niệm thẩm mỹ đó anh. Thẩm mỹ? Ủa mấy người bụng bự ta nói bụng đàn ông bụng bự thì sang. Sang là còn phải tùy người, còn theo em là bụng bự là xấu. Xấu hả? Vâng. Gặp bụng bự không chịu hả? Không chịu. Rủ bụng anh bên đây bự sao? Anh bên đây bự thì anh đi tập tạ đi. Không, chị nghĩ về tính cách thì anh bên này được đó. Còn cái ngoại hình thì chị không dám chắc. Chắc chị chắc tường. Em bụng bự đó. Anh cái bụng ra coi. Không đến nổi, không được. Cao mét mấy? 65. 65 sao lụng vậy, có con gian không? Đứng lên thử coi. Tại nó mập quá này. Vậy tập tạ đi nha. Không, em tập võ mà chị ơi. Làm thanh tra. Dạ. Mà làm gì mà có mấy, có ba đứa con dữ vậy? Tại em thấy nhà đông đông vui. Giờ muốn lấy vợ liền chưa? Nếu quen được thì năm sau tính luôn. Năm sau tính luôn. Chuẩn bị có đầy đủ chưa? Để đám cưới chưa? Chắc cũng có. Có được cái gì rồi? Nói chung là về tinh thần. Là sao? Vật chất thì cũng có, em cũng phải tiết kiệm. Sao ta khó nói quá. Khó tả. Chắc để em cảm nhận. Chị khó tả là em linh cảm được rồi đó. Chuẩn bị kéo màn. Cần gì hỏi trực tiếp luôn đi nghe. Nói chuyện tình cảm nha, đừng thanh tra nha. 2 phút bắt đầu. Rồi. Có bó hoa. Rồi, cảm ơn. Mình tặng lại bạn. Cảm ơn. À, bạn có gì muốn hỏi không? Nếu không mình cũng có một số câu hỏi muốn hỏi bạn đấy. Thì mình chuẩn bị sẵn một số câu hỏi theo kiểu trắc nghiệm á. Mình muốn hỏi bạn. Có thể là vấn đề nó hơi linh tinh bên ngoài một tí xíu, nhưng mà có lẽ là nó là ảnh hưởng tới trực tiếp đến sở thích của mình xem nó có đồng điểm hay không thôi. Xin hỏi là bạn có đọc Tam Quốc Chí không? Mình cũng có đọc sơ sơ. Nếu mà phải lựa chọn thì bạn chọn Lưu Bị hay Tào Tháo? Mình chọn Lưu Bị. Mình chọn Tào Tháo. Tiếp theo là bạn cho mình hỏi là bạn có xem tin tức thời sự 7 giờ không? Có. Mình cũng xem thời sự 7 giờ. Bạn có đặt tạp chí dài hạn không? Mình đọc Thời Gian Trẻ. Mình đọc Tuổi Trẻ cuối tuần. Bạn cho mình hỏi là công việc của bạn bây giờ có phải là ước mơ lớn của bạn ngày xưa không? Hoặc là nếu không phải thì ước mơ lớn nhất của bạn ngày xưa là bạn muốn làm gì?
Trước đây thì mình muốn làm công an hơn. Nhưng mà ước mơ đó không thực hiện được, cho nên mình thực hiện ước mơ làm thanh tra cũng được. Bạn thích mùa nào trong năm? Mình thì thích mùa hè. Mình thích mùa đông. À, nếu đến kết thúc mà nếu mình chọn bạn, bạn chọn mình, nếu mà như mọi cặp khác mình hay thấy trên chương trình đó, là bạn nam sẽ hôn bạn nữ, thì bạn muốn hôn bạn đâu? Hôn má. Mình hy vọng là tóc. Như vậy đi, bạn có muốn hỏi gì mình không? Tiếp thì nói chuyện tình yêu đi bạn. Vậy là có bụng bự không hay là được? Có đấy ạ. Có đấy ạ. Mình sẽ cố gắng chạy bộ. Bạn có thể rủ mình chạy bộ, mình thì thích đi bộ hoặc là chạy bộ buổi chiều. Ông lớn hơn mình 2 tuổi thấy có vấn đề gì không? Dạ không, em không quan trọng tuổi tác. Còn bạn gái thì xinh hơn, ngoài mong đợi của em. Ngoài mong đợi. Rồi, hết giờ. Tôi nghĩ là đâu có cần MC, nãy giờ hai bạn đã nói hết rồi. 3 2 1 Chúc mừng hai bạn. Hai người chưa bao giờ nắm tay, chưa bao giờ hôn nhau. Chúng ta hãy nắm tay nào. Hôn đi, hôn đi. Đấy, phê chưa? Phê. Cảm thấy phê hả? Bây giờ còn thích hôn má hôn tóc? Quan trọng là bạn gái thích hôn đâu. Nãy người ta nói rồi. Mình nói rồi. Hôn tóc. Hôn thử đi. Cái này là hôn hay là hửi? Hôn à? Hôn lại thôi, không thấy kỳ quá. Hôn đàng hoàng, cảm giác, cảm nhận thế nào? Là hôn đàng hoàng. Đã không? Phê. Tại sao bạn gái lại đồng ý để chọn bạn trai? À, bởi vì là có một số khuyết điểm nhưng cũng có một số điều để em chấp nhận được. Do đó là em nghĩ là xong quá trình mà mình trao đổi tìm hiểu thêm á, thì có thể có những thay đổi theo chiều hướng mà mình mong muốn. Và mình cũng có thể thay đổi những quan điểm mình theo kiểu bạn ấy mong muốn. Có nghĩa là tuy rằng chưa đạt chuẩn nhưng mà đúng có rồi. Tiềm năng. Vâng. Ừ, rồi. Đi giải trước cô đợt đi.